Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý cây hoa thực dược để làm sao cho nó hoa nó nở vào dịp Tết. Thì bây giờ mời các bạn cùng xem mình làm như thế nào nhé. Đây là những cây hoa thực dược mình đã trồng được độ 20 ngày tuổi rồi các bạn ạ. Thì vừa rồi mình cũng tưới một lượt đạm và một lượt LVK đầu trâu rồi. Thì cái lượt LVK đầu trâu thì mình tưới cách đây độ tầm 4 ngày thôi các bạn ạ. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Mình sẽ bấm cái ngọn nó đi để mình xử lý cho nó ra hoa đúng vào dịp Tết. Thì đối với cây thực dược này, nó phát triển rất là tốt trong cái điều kiện khí hậu khoảng độ 17 đến 25 độ. Nhưng lúc này khí hậu của miền Bắc lúc này rất là lạnh các bạn. Ban ngày thì nắng rất là to, gió hanh khô. Nhưng mà đến đêm đến xuống thì lại rất là lạnh. Nên là không có mưa, cây thực dược phát triển rất là chậm. Nhưng mà theo mình thì những cây như này mình xử lý thì Tết ra hoa rất là đẹp các bạn ạ. Nó không tốt quá và nó cũng không xấu quá để cho mình xử lý. Thì lúc này thì các bạn xử lý những màu sau. Lúc này thì các bạn xử lý màu vàng cho mình bằng chanh, đỏ cờ, màu biến và màu biến mốc. Đấy là những cái màu nó cũng dài ngày. Màu tím có thể bạn nuôi lại một vài ngày. Còn đối với hồng cánh sen, cam và trắng thì cái lúc này là cái màu ý là nó chưa đến ngày. Nên các bạn cũng chưa nên xử lý ngắt ngọn những cái màu đó. Màu đó thường thường là chỉ 45 đến 50 ngày thôi. Thì hôm nay mình sẽ ngắt cho các bạn xem nhé. Thì cái theo quy luật của thời tiết thì các bạn biết đấy, cứ 2 năm ấm thì lại có một năm rét. 2 năm vừa qua là thời tiết đã ấm rồi, Tết ấm nên hoa nở trước Tết rất nhiều. Nhưng năm nay thời tiết mùa đông năm nay là sẽ là rất là lạnh đối với miền Bắc và Bắc miền Trung. Đây là mình xử lý cây ra hoa đối với lại miền Bắc. Và từ Nghệ An trở ra là các bạn sẽ có thể áp dụng cái kỹ thuật mình hướng dẫn hôm nay. Nam thì các bạn chỉ tham khảo thôi nhé, bởi vì mình không biết khí hậu ở trong miền các bạn nó như thế nào. Đây hiện tại là mình đang quay cho các bạn xem là màu vàng chanh. Thì bây giờ mình sẽ ngắt ngọn để cho các bạn xem. Thì đây cái cây này thì hiện tại nó có đang có 1, 2, 3, 4, là 6 cái mầm đang mọc. Thì mình sẽ ngắt bỏ cái ngọn này thôi. Đấy, ngắt chỉ thế này cho các bạn này. Mình để lại. Đây. Mình sẽ ngắt sâu một tí xuống đây. Mình sẽ để lại 3-4 cặp lá. Bởi vì nếu mình để lại 2 cặp lá thì nó lên chỉ được có 4 cái mầm. 4 mầm sau này nó chỉ được có 4 cái thân thôi. Nên là mình thường thường mình để 3-4 cặp lá. Để mình lấy một cái cây này. Sau này là lấy được 6 cành hoa. Hiện tại trên cây nó đang ra mầm rồi các bạn. Đấy, mình ngắt như thế này. Chỉ đối với cái thời tiết mà năm nay nó rét thì các bạn mình bấm lông đi một chút. Bấm lông đi một chút. Thì cái cây nó phát triển vừa kịp Tết. Thì nếu mình ngắt sâu mãi dưới này để 2 cặp lá thì là cái thời gian nó lạnh nhiều là nó sẽ không kịp Tết các bạn. Đây là những cái cây màu đỏ cờ này các bạn này. Màu đỏ cờ thì cũng cùng trồng với lại màu vàng. Nhưng màu đỏ cờ này nó phát triển rất là mạnh các bạn ạ. Đấy, lúc này trên cây nó cũng rất là nhiều mầm rồi các bạn. Đấy, cây này 1, 2, 3, 4, 5, 8 cái mầm. Thì mình sẽ bấm xuống mọi dưới này. Mình để 6 cái mầm này các bạn nhé. Đấy. Mình sẽ bấm sâu xuống để 6 mầm thôi. Cây này cũng vậy. Thường thường mình cứ để độ 3 cặp lá 6 mầm. Sau đấy 6 cành hoa. Còn nếu mà mình mà để 2 cặp thì nó chỉ ra 4 cành hoa thôi các bạn. Những cây vẽ như thế này thì các bạn bẻ cái búp này đi. Bẻ cái búp này đi.
Hôm nay thì mình cũng cắt đồng loạt hết rồi. Hôm nay là 22 tháng 10 âm rồi các bạn ạ. Hôm nay thời tiết nó lạnh thì mình sẽ cho nó vào hơn 60 ngày thì nó mới kịp Tết được các bạn. Còn nếu mà các bạn mà không ngắt nhanh ấy là sau là hoa sẽ sau Tết các bạn, nó sẽ không kịp Tết. Cái việc ngắt này mầm này cũng rất đơn giản đấy các bạn. Hôm nay thì cây lớn cây bé này trên cùng một luống này là mình ngắt hết các bạn. Bé thì mình chỉ ngắt độc cái búp ti trong thôi. Bấm này. Này, ba cặp lá lại. Cứ làm sao một cây mình để độ 5 đến 6 cành. Nếu mà chăm sóc tốt thì mình để 7 cành. Còn không thì để 5 đến 6 cành. Sau đợt ngắt ngọn này thì xong nó lên phát triển rất là mạnh các bạn ạ. Lúc đó chúng ta phải bón thật mạnh nhé. Bón phân gà, phân bò khô rồi thì phân LVK đầu trâu. Rồi tưới nước ẩm hàng ngày. Không là sau là cây nó rất là gầy gò. Nó mọc lên nhiều, nó rất là gầy gò nên là hoa nó không được đẹp. Đây, những cây bé này mình chỉ vặt được cái búp thôi các bạn này. Đấy, dưới này nó còn mấy cặp lá đây. Nếu mà cây mình để tốt quá khi mình ngắt ngọn này nó phát triển nhanh lắm các bạn. Phát triển nhanh quá là sau nó cũng trước Tết. Nên để mà cây xử lý hoa đúng một Tết ấy, thì cứ cao độ 20cm là đẹp nhất bạn. Tức là một gang tay trở lại là đẹp nhất. Trên cây rất nhiều mầm này các bạn. Mầm này là chuẩn Tết luôn các bạn. Video xử lý cây hoa thực dược lở đúng Tết đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.